VTV Digital. Ơi, nghe nè. Nhưng có nghĩa là mọi người vẫn hay tỏ ra là mình thành công, nhưng mà để mà đạt được cái thành công đó thì mọi người cũng phải đánh đổi rất là nhiều về thời gian, về sức khỏe, về nhất là thời gian dành cho gia đình mình và thời gian dành cho mình. Tất nhiên thì ai cũng sống cũng cần tiền, nhưng mà năm vừa rồi 2021 dạy cho mọi người rằng mình sống để mà mình yêu thương nhau thì nó, và mình còn những người mình yêu thương thì nó quan trọng hơn rất rất là nhiều. Xin chào mọi người, mình là Mỹ Dân và mình cùng với ơi nghe nè đã trở lại rồi đây. Chỉ còn một ngày nữa là hết năm 2021. Ngay giây phút này, cảm xúc của mọi người như thế nào? Có còn điều gì hối tiếc hay không? Hết một năm rồi, chúng ta đã được gì và mất những gì? Có một chuyện mà mình nhất định phải khoe với mọi người, đó là sau khi sản phẩm đặc biệt cuối năm của VTV Digital nhìn lại 2021 lên sóng và nhận được rất nhiều yêu thương từ khán giả, thì điều khiến mình và ekip tâm đắc nhất đó chính là hầu như 100% bình luận lẫn chia sẻ đều chung một cảm giác về một năm khó khăn vừa qua. Đọng lại chỉ còn là sự biết ơn và niềm tự hào. Chúng ta không còn mổ xẻ những điều chưa được. Chúng ta ở khoảnh khắc này có lẽ là một ta rất khác, nhìn cuộc sống và đối diện với những biến cố xảy ra trong đời người theo một cách khác. Chúng ta đủ bao dung và đủ bình tĩnh để gói gọn hai từ may mắn. Chỉ đơn giản là còn được thở và còn được bên cạnh những người mà mình yêu thương. Chào Mỹ Dân, chào thính giả đang nghe chương trình. Thì mình là Quỳnh Hoa, năm nay mình 29 tuổi và trước đây thì mình làm nhân viên truyền thông và bây giờ thì mình đang làm một cái việc nhỏ nhỏ thôi ở Đà Lạt. Nếu để dùng 3 từ nói về năm 2021 của bạn thì bạn nghĩ đó là 3 từ gì? Không tiền, không giàu, nhưng mà giàu trải nghiệm. Ok, thế thì mình đi từng cái ha. Cái đầu tiên là không tiền. Cụ thể đó là thế nào ta? Thì sao mình nói không tiền với không giàu là mình cũng nhìn thẳng vào cái thực tế mà có lẽ là bạn trẻ nào mà ở Sài Gòn thì cũng có thể là trải qua ít nhiều giống như mình thôi. Thì ngay sau cái đợt cuối tháng 4, Sài Gòn có những cái ca nhiễm đầu tiên. Và dần dần thì là tất cả các ngành kinh tế thì đều bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh. Và công việc của mình thì là bị tác động ngay lập tức luôn. Là từ tháng 4, tháng 5 là bọn mình không thể nào mà làm việc tại cơ quan nữa, rồi bọn mình cũng làm việc tại nhà. Rồi cầm cự khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì tới tháng 7 là bọn mình chính thức là phải nói một câu là đầu hàng và không có còn làm việc được nữa, và mình cũng không có còn nhận lương nữa. Thì mình chính thức là nghỉ không lương từ tháng 8 năm 2021. Là kể ra là từ tháng 8 năm tới bây giờ là 4 tháng rồi và mình không có đi làm và không có sống bằng đồng lương. Covid-19 đã tác động mạnh đến mọi mặt trong đời sống xã hội. Thị trường lao động việc làm đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ làn sóng dịch lần thứ tư này. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả tổng hợp nhanh từ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước đã có khoảng 2,2 triệu người trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh. Có đến 24,7 triệu người chịu tác động tiêu cực bởi Covid-19. Trong đó, 2,3 triệu người bị mất việc làm, 12,4 triệu người tạm ngừng sản xuất kinh doanh, 8,8 triệu người bị cắt giảm giờ làm, 16,9 triệu người bị giảm thu nhập, vân vân. Ngoài ra, thu nhập của người làm công ăn lương năm 2021 đã giảm 0,7% so với năm 2020. Đa số các ngành đều giảm thu nhập, trong đó ngành dịch vụ, ăn uống, du lịch, lưu trú là giảm nhiều nhất. Thì cái thời điểm mà tháng 6, tháng 7 tại Sài Gòn thì mọi người đều biết là tất cả mọi người đều phải bắt đầu với những cái cuộc chiến. Ví dụ như là cuộc chiến làm sao để đảm bảo được lương thực trong tủ lạnh của mình, rồi làm sao mà mình tiếp cận với vaccine sớm nhất nè. Cũng cái thời điểm đó, đầu tháng 8 năm 2021 thì là công ty mình chính thức ngưng hợp đồng và không có còn nhận lương nữa. Thì đằng nào thì mình cũng không còn bị ràng buộc bởi công ty, mình cũng không có bị ràng buộc bởi công việc. Thì tình cờ lúc đó thì mình cũng có một nhận được một cái thư của Bệnh viện Hùng Vương, là người ta có nói chuyện là bây giờ họ đang tìm cộng một cái đội ngũ tình nguyện
viên bảo mẫu để mà nuôi những cái em bé mà con có mẹ bị nhiễm F0. Những em bé đó thì không có người chăm sóc đủ, tại vì là bệnh viện họ bị quá tải và họ cần tìm một cái đội ngũ tình nguyện viên. Thì mình đã đăng ký và ngay lập tức thì mình đã đến với bệnh viện. Giống như là sau 3 tháng mình ở yên tại nhà, gọi là vào biển lửa thì cũng không thể nào biển lửa bằng những bạn mà đi chăm sóc những cái người F0 trực tiếp, hoặc là cũng không có đi phát lương thực. Nhưng mà mình nghĩ là ok, mình muốn góp sức cùng thành phố. Sau đó thì mình đi nuôi các bé đó khoảng từ 4 tuần. Sau đó thì mình có về nghỉ một tuần. Thì trong một tuần mình nghỉ đó thì mình lại tiếp tục bị nhiễm F0. Thì mình lại mất hết 2 tuần tiếp theo là điều trị cho mình lành bệnh. Là mình đã mất hết 1,5 tháng, cụ thể là khoảng 2 tháng cho cái việc rằng là từ cái việc là mình cũng đi trải nghiệm, trải qua cùng với dịch, cùng với thành phố, xong rồi tự bản thân mình cũng trở thành một F0. Ở thì mình cũng chỉ là chuyển từ trường trẻ sang khu cách ly thu dung thôi. Thì tới khoảng tháng 10 mình mới quay trở về nhà. Về nhà mình thì mình nghỉ được 1 tháng. Và sau đó 1 tháng thì mình lên Đà Lạt. Và bây giờ mình đang ngồi nói chuyện với bạn ở Đà Lạt. Thì mình lên Đà Lạt là trước mắt là mình nghỉ ngơi. Cũng như là cơ duyên mà đến với Đà Lạt là cũng là một người bạn của mình. Bạn đó cần tìm một cái người mà cộng tác. Thì mình cũng nhận lời, và một phần là mình cũng muốn là lên để mà mình tìm hiểu thêm về cái môi trường dịch vụ ở đây, và tìm hiểu thêm một số cái mô hình kinh doanh sau dịch thì nó có cái sự ảnh hưởng như thế nào, cũng như là nó khởi sắc lại nhanh chóng như thế nào. Và mình rất là hài lòng với những cái ngày ở đây. Quãng thời gian vừa qua thật sự có những lúc khó khăn và vất vả, đúng không mọi người? Năm nay đại dịch Covid-19 đã lan ra toàn bộ 63 tỉnh thành, để lại những con số đáng buồn. Nếu năm 2020, cả nước kiểm soát tốt dịch bệnh, thì năm nay, với sự hoành hành của biến thể Delta, cùng với sự đe dọa của biến chủng mới Omicron, tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2021, cả nước đã ghi nhận hơn 1,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 1,3 triệu ca đã khỏi bệnh. Nhưng thật đáng buồn, vì cũng đã có hơn 31.000 đồng bào đã mãi mãi ra đi trong đại dịch. Cái lúc mà mình bị đi cách ly á, thì là mình không có được tiếp tục quay lại chăm sóc các bé nữa, là một. Thứ hai là mình tách biệt ra khỏi gia đình luôn, là mình đi cách ly. Lúc mà mình mới vào thì mình vẫn tinh thần, mình vẫn hừng hực khí thế đó, mình bảo là ok thì mình cũng còn trẻ thôi, chắc mình cũng không sao đâu, mình cũng rất là vui vẻ. Thì mình vô thì vô được ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thì tới ngày thứ nhất thì có một cái gia đình họ vào, và ngay trong cái buổi chiều nói luôn thì có bố mẹ cùng trở nặng luôn, thì phải chuyển lên một cái bệnh viện khác, không có nằm tại thu dung nữa. Thì lần đầu tiên thì mình thấy cái cảnh là gia đình mà bố mẹ là đầu hai thứ tóc rồi, con trai thì 17 tuổi rồi. Cả nhà ba người ôm nhau khóc hu hu rồi. Bảo là thôi bây giờ xong rồi, người mẹ mới vẫn còn khỏe thì mới phải gọi điện cho một cái người em, thì bảo là ô thôi bây giờ anh chị đi phải bị trở nặng là phải chuyển đi trước, thì thôi thì có mệnh hệ gì thì cứ nhớ lo cho con mình nha. Thì bắt đầu lúc đó mình hoang mang, mình bắt đầu thực sự là cảm thấy là dịch bệnh nó gần mình thực sự, và mình ở đó một mình không có ai hết. Lỡ mà mình có chuyện gì thì còn gia đình mình như thế nào? Thì lúc đó thì mình mới bắt đầu mình sợ, và mình cảm thấy một mình nó rất là đáng sợ. Thời điểm hồi thu dung thì chỉ ước là một buổi sáng mở mắt ra thì thở vẫn còn tốt, với lại là vẫn nhìn thấy mọi người xung quanh mình, trong phòng mình đủ thôi. Đêm hôm qua không có ai bị đem đi trạng trở nặng hơn là cảm ơn lắm rồi. Có những ngày như vậy. Nghe cứ cảm giác như là một năm trải qua như cả một đời. Người ta rất là sợ là có khi là đó là lần cuối chia tay, nên là cô nó khóc khu khu cái phòng đó. Mình cũng sốt ruột mà mình cũng cảm thấy cô đơn, nghĩa là ủa rồi bây giờ nếu mà mình cũng rơi vào trường hợp như vậy thì mình sẽ như thế nào. Nếu như chỉ cần còn những giây phút còn lại thì mình muốn là mình ở bên cạnh những người mình yêu thương. Cái thời điểm đó thì mình sẽ thực sự hiểu là mình tại vì là trước khi mà mình bị F0 á, thì là mình có khoảng thời gian là mình trải qua cùng với các bạn nhỏ. Thì có những cái bạn nhỏ là mất mẹ lúc lọt lòng luôn. Và cái lúc mà người đến đón các bé á, là bố. Hoặc là có những đứa là thực ra bây giờ mình kể bạn mình vẫn nhớ lại, mình vẫn khóc. Mình đôi khi mình cũng thấy thương. Là có những bé đến đón á, là bố mẹ mất luôn. Và người đến đón các bé là ông bà. Cái này là người đầu bạc mà đi ẵm một cái đứa bé, nó rất là tội. Và thời điểm đó là có những cô là bọn mình thì sẽ không có được gặp người nhà các bé,
nhưng mà mình sẽ đi theo sau, mình cũng đứng ở xa, mình ngó xem là không biết sau này tương lai cái con như thế nào. Tại vì một giờ, một phút, một giây mình ẩm mồng thì cũng là tình cảm mình thương yêu. Thì mình thấy là ủa, tại sao nó rất là nhỏ mà nó lại phải trải qua những cái chuyện như thế, nó vô tội mà, nó đâu có biết cái gì đâu, mà bố mẹ nó không còn, rồi nó sẽ lớn lên nó đối diện như thế nào. Thì mình cảm thấy là giây phút, ví dụ mà giây phút cuối cùng mà mình muốn gần những người thương yêu mình nhất. Tại vì mình phải cảm ơn cuộc sống là tới thời điểm này là mình vẫn còn gia đình, mình vẫn còn mẹ, còn người thân, còn anh chị em trong nhà. Và những cái giây phút nếu mà mình cuối cùng thì mình chỉ muốn là mình tận hưởng cái hạnh phúc của mình. Ít ra là mình hạnh phúc hơn những em bé mà nó đã phải chịu cái sự mất mát từ lúc nó lọt lòng đó, là mình đã được lớn lên trong vòng tay của gia đình, đã được yêu thương, đã vẫn còn đủ đầy tình cảm. Thì mình muốn cái thời điểm cuối cùng mình thực sự sống trọn cái giây phút đó với những người thân yêu nhất của mình thôi. Vậy trong năm 2021, khoảnh khắc này ngồi đây thì bạn cảm giác là mình đã mất gì và được những gì? 2021 á, thì là nếu mà nói mất thì mình vẫn phải nhìn vào thực tế là mình mất công việc, mình mất đi một khoảng thời gian trong cái tuổi trẻ của mình để mình phát triển sự nghiệp, là để mình có thể làm những cái việc gì mà mình muốn. Nhưng mà thật ra thì nói đi thì cũng phải nói lại là chính cái thời điểm mà mình bị mất việc á, thì là thật sự hiểu là mình cần cái gì trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày. Cái thời điểm mà nhìn lại năm 2021 thì mình không có những cái cột mốc trong công việc, ví dụ như mình không có những cái dự án được thành công, mình không có những cái chiến dịch quảng cáo được nhiều người biết đến, hoặc là mình cũng không có những cái con số KPI để mà report cuối năm. Nghĩa là thường thường tháng 12 là mọi người sẽ phải ngồi report cuối năm xong rồi đi làm kế hoạch cho năm mới. Thì hiện tại giờ mình không làm cả hai việc đó, tại vì là cuối năm qua không có cái kế hoạch kinh doanh nào thành công để báo cáo cả. Rồi hiện tại mình cũng chưa đi làm, nên là mình cũng không có phải làm kế hoạch cho năm mới. Nên là mình quay trở về với những cái việc tối giản. Mình đảm bảo là làm sao bây giờ mình vẫn lo được cho bản thân mình, có một khoản để mà chia sẻ với gia đình mình ở nhà là xong. Mình không có còn nghĩ nhiều đến việc rằng là hôm nay bạn phải đạt được con số nào, mình cũng không phải chạy theo ai. Nếu như là thay vì những cái 10 năm trước từ lúc mình đi làm, năm nào mình cũng phải chạy theo cái vùng đó. Nhưng mà tự nhiên 2021 nó làm mình dừng lại. Mình dừng lại là một vì mình không có gì để mình nhìn lại về công việc của mình giống như bình thường. Mình cũng không có cái gì để tiếp theo, nhưng mà mình cảm thấy là mình trân trọng hơn những cái giây phút của hiện tại bây giờ. Mình nhận lại được rất là nhiều từ tình cảm của những người thân yêu của mình gần mình nhất, và nhất là tình cảm của những người dân trong thời điểm dịch bệnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, chung tay của cộng đồng, năm qua, nước ta đã làm rất tốt công tác tiêm chủng. Đi sau nhưng lại về trước, tỷ lệ bao phủ vaccine của Việt Nam đã vượt mức WHO đề ra. Hiện Việt Nam đã tiêm được hơn 146 triệu liều vaccine, trong đó mũi 2 là hơn 66 triệu liều. Tính riêng với dân số từ 18 tuổi trở lên, Việt Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 98% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 86%. Chúng ta cũng đang bắt đầu thực hiện mũi tiêm thứ 3 để chuẩn bị cho một giai đoạn ứng phó mới với đại dịch. Bằng tốc độ tiêm chủng đó, nước ta đã và đang hiện thực hóa miễn dịch cộng đồng, tiến tới bình thường mới, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Và đối với mỗi người mà nói, năm 2021 đã dạy cho chúng ta thật nhiều điều để có thể bắt đầu một năm mới bằng một tâm thế bình tĩnh, một bản lĩnh vững vàng hơn. Mình nghĩ là mình rất hài lòng với hiện tại. Nên là mỗi một cái trải nghiệm á, để mình ngồi lại, mình nhìn lại á, mình sẽ phải nhớ là khi mình được sinh ra, mình cũng rất là bé bỏng như các bé thôi. Và bây giờ khi mình cứ nghĩ là mình lớn, nhưng mà nhiều khi mình cũng phải nhìn một đứa bé mình sống thì mình sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Tại mình cứ nhìn ra bên ngoài nhiều quá đó. Nên là nếu mà nói là hướng nội hướng ngoại thì mình thích mình ngồi im. Bây giờ thì mình ngồi im được rồi. Nó cũng là một cái rất là hay mà năm 2021 đã dạy cho mình. Thảo nào là mình có lướt qua trang cá nhân của bạn thì thấy bạn có chia sẻ là nhiều khi mình cũng nên đi vào con đường tối của chính bản thân mình. Lúc đó bạn mới nhìn thấy được ánh sáng sau những đường, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì không có ai mà muốn mình ngồi im hết. Mọi người cứ nghĩ là mình cứ phải chạy theo cái vùng đó. Thì mình sẽ không bao giờ mình đánh giá cái việc của mỗi người, tại vì mình không có quyền đó.
thì mình phải biết là mỗi người có một cái gánh nặng trên vai. Nhưng mà mình sẽ là mình rất khác những năm khác. Mỗi người đều có một cái điểm ngồi im mà. Nên thôi coi như giờ này mình ngồi im đi. Để đi được đến cái điểm ngồi im bây tại hiện tại với một cái sự đầm như vậy thì bạn đã từ bỏ điều gì? À, mình từ bỏ những cái gọi là tham vọng á. Bản thân trong mỗi người á đều có một cái ngọn núi. Có nghĩa là tại vì bọn mình hay leo núi và tuổi trẻ thì bọn mình rất là thích chinh phục những ngọn núi. Nhưng mà thường thường thì người ta rất là nhớ cái cảm giác lên đỉnh núi. Nghĩa là nó rất là tuyệt vời, nó rất là ok, nhưng mà người ta không biết là lúc mình đi xuống núi nó cũng khó khăn như nhau. Ví dụ như bây giờ đi, mình leo một đỉnh núi mình thấy là tâm lý bình thường thôi. Ok, mình leo một đỉnh núi này xong mình lại tiếp tục chinh phục những đỉnh núi khác khó hơn nữa. Nhưng mà bạn quên mất rằng là khi mà bạn leo lên đỉnh núi xong thì bạn phải xuống núi xong bạn nghỉ ngơi thì bạn mới có sức bạn leo lên tiếp được. Thì mình tạm dừng những cái tham vọng của mình lại một khoảng thời gian để mình ngẫm là sau mỗi lần mình chinh phục thì mình có được cái gì, mình học được cái gì. Mình tưởng là trừ tượng nhưng hóa ra này rất trực quan. Khi xuống thì người ta hay bị rung chân ấy, không vững thì là trùng chân mỏi gối. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Khá là hay. Thế thì bạn từ điểm này là bạn đã xuống được chân núi của năm 2021 rồi. Thì đúng rồi. Trước mắt là ngọn núi của năm 2022. Bạn có từng tưởng tượng đến cái chặng đường leo lên 2022 của mình như thế nào không? Bạn hy vọng điều gì và chuẩn bị gì trên cái hành trình sắp tới? 2021 á, nó đã trải qua rồi. Nhưng mà mình sẽ không bao giờ quên cái năm 2021 chắc là cho đến khi nào mà mình không còn sống nữa thôi, chứ còn sống ngày nào thì nó sẽ còn khó khăn tiếp nối. Và 2021 nó dạy cho 2022 là mình phải không ngừng thích nghi. Có nghĩa là bây giờ dịch bệnh vẫn chưa hết, mình sẽ không có quyền lựa chọn là hôm nay mình dịch bệnh nó sẽ như thế nào, bạn có thể làm được cái gì. Thậm chí ngày xưa bạn có thể làm ra một cái kế hoạch, bạn nghĩ là nếu mà kế hoạch A không được thì mình làm A, B, C, D hoặc là E gì đó. Bạn đã từng nghĩ rằng là bạn có thể lường trước được tất cả mọi thứ. Đôi khi thì tuổi trẻ người ta vẫn thường hay ảo tưởng như thế, tại vì là có những lúc là mình đã ảo tưởng và mình đã đạt được những thứ mình muốn. Nhưng mà dịch bệnh thì nó dạy ra cho mình rằng là ô không đâu bạn ơi, bạn không có lường được trước được đâu. Người Sài Gòn cũng không bao giờ lường trước là có thể ngồi im trong nhà 6 tháng mà, đúng không? Không có ai lường trước được gì đó hết. Nên là đứng trước 2022 á, thì mình nghĩ là mình nên có một cái tinh thần để mình chuẩn bị, để mình thích nghi. Quan trọng nhất là cái gì đến rồi nó cũng sẽ phải đến. Nhưng mà cái tinh thần của mình vẫn là quan trọng nhất. Nếu mà bạn nhìn thấy cái chuyện đó nó khó thì nó sẽ khó. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn thấy là ok, trong cái trường hợp đó bạn có thể chia sẻ với lại những cái người gần mình, rồi bạn có thể cùng nhau vượt qua, thì có thể là 2022 hoặc là tiếp theo những khoảng năm sau đó thì nó đều dễ vượt qua như nhau. Thật sự thì ngay giờ phút này ngồi đây trò chuyện cùng các bạn, bản thân mình cũng bồi hồi lắm. Nghĩ về một năm qua, nghĩ về một tương lai sắp tới, cũng sắp đến Tết rồi. Ai có thể về bên gia đình đã là một điều may mắn. Còn ai vì một lý do nào đó mà các bạn chưa trở về hoặc không trở về được trong năm nay thì cũng đừng buồn, đừng ngột ngã. Bạn nó mạnh mẽ đến như thế mà. Cố lên, nhất định rồi một ngày bạn sẽ được hạnh phúc bên những người mình yêu thương. Mình không mong gì hơn, chỉ mong trong năm mới chúng ta vẫn sẽ sống với những điều tử tế, với tinh thần lạc quan. Mong cuộc đời sẽ đối xử dịu dàng và bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Con người thật nhỏ bé và cũng thật phi thường. Bản thân nhân dân ta trong năm vừa rồi là minh chứng vĩ đại nhất cho điều đó. Giống như những gì bạn Quỳnh Hoa đã chia sẻ nãy giờ, năm 2021 sắp kết thúc. Đối với Việt Nam cũng như toàn thế giới là một đoạn đường không hề giản đơn, nhưng chúng ta đã vượt lên khó khăn bằng tư thế ngẩng cao đầu. Hãy giữ nguyên tâm thế đó để đón chào những điều sắp tới, mọi người nhé. Để kết lại podcast ngày hôm nay, mình xin mượn lời tâm sự của một F0 trong clip nhìn lại 2021 để gửi đến mọi người. Trời sắp sáng rồi, mọi người ơi, cố gắng lạc quan, giữ người thân yêu của mình trong tầm tay. Mình tin rằng mọi việc sẽ tốt dần lên và chúng ta sẽ tiếp tục sống với những gì chúng ta đeo đuổi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe ơi nghe nè, chương trình do VTV Digital thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong năm 2022.